Một trận động đất xảy ra vào tối ngày thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018, đã làm rung chuyển khắp Los Angeles County và Orange County và vùng Inland Empire ở miền Nam California. Theo nhật báo The Orange County Register, trung tâm dữ liệu động đất miền Nam California của Đại học Caltech, nói động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 33 phút vào buổi tối, đo được là 4,4 độ Richter. Và trung tâm là khoảng 3 dặm về phía bắc Levert, một thành phố phía đông của Los Angeles County. Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS nói là trận động đất có độ sâu khoảng 3,7 dặm dưới lòng đất, vẫn theo OCR. Hậu chấn hoặc là một trận động đất thứ nhì xảy ra sau đó với mức độ là 3,4 độ Richter và đo được ở cùng khu vực vào lúc 7 giờ 34 phút tối. Dữ liệu của USGS cho thấy như vậy. Không có báo cáo thiệt hại, thương vong, thật là may mắn. Cư dân Levert có thể cảm thấy một trận động đất và nhiều hậu chấn trong 30 phút vừa qua. Sở cảnh sát Levert nói như vậy trong một bản tuyên bố. Cho tới thời điểm này, không có báo cáo hư hại vật chất hoặc là thương vong. Cảnh sát đang tiếp tục tuần tra thành phố để xem có bị thiệt hại hay thương vong gì không. Động đất có 4,4 độ Richter không thể gây ra thiệt hại đối với nhà cửa và Lucy Jones, một nhà nghiên cứu địa chấn nói với đài truyền hình KCAL9. Trong khi đó, tất cả nhân viên sở cứu hỏa Los Angeles được đặt trong tình trạng động đất để đề phòng bất trắc có thể xảy ra, theo OCR. Cảnh sát Ontario, một thành phố gần Levert, cho biết không có báo cáo thiệt hại hoặc thương vong và yêu cầu mọi người đừng gọi 911 trừ khi trong tình trạng sống bị đe dọa. Cho đến nay, phí tổn thuê nhà đã tăng gấp đôi nhịp độ lạm phát tổng quát trong thế kỷ này. Người thuê nhà tại các quận Los Angeles và Orange đã phải trả tiền thuê nhiều hơn so với bất cứ vùng đô thị nào khác trong nước. Và có thể 3/4 những người thuê nhà tại Nam Cali nói rằng họ sẵn sàng chạy trốn đi nơi khác. Tiền thuê nhà Nam California tăng quá đáng thường bị đổ lỗi cho sự kết hợp kinh tế không đúng. Sự phát triển việc làm vững chắc vượt quá khả năng của nhà phát triển để xây dựng đủ nhà nhằm đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là dành cho những người không tìm kiếm những chỗ ở xa hoa. Giá nhà tăng cũng làm nhiều người không thể sở hữu nhà. Do đó, một nhóm những người thuê ngày càng đông đảo đang săn lùng những căn nhà trống ít ỏi và số cung thiếu hụt đó đẩy đến tiền thuê đã tăng lên đáng kể. Tiền thuê nhà cao có thể ảnh hưởng tới ngân sách gia đình tại Nam California. Chính yếu, tiền thuê nhà tại địa phương đang ở mức cao kỷ lục, trong khi tỷ lệ nhà trống ở mức thì chưa từng thấy. Các con số trong 8 cá nguyệt thứ nhì của NAI Capital, một công ty cung cấp dịch vụ cho các bất động sản thương mại. Tại Orange County, tiền thuê trung bình đã lên tới mức kỷ lục, đó là $1,832 một tháng, tăng 1,4% trong một năm. Chỉ có 4,1% đơn vị gia cư còn trống, một mức thấp kỷ lục tại các chung cư lớn. Còn tại Los Angeles County, các chủ nhà cho thuê đang đòi một mức giá kỷ lục là $1,678 một tháng, tăng 5,1% một năm. Chỉ có 3,9% chung cư tại Los Angeles còn trống mà thôi. Ở vùng nội địa, Inland Empire gồm một phần của các quận Riverside và San Bernardino, tiền thuê trung bình tương đối hạ hơn, là $1,226 một tháng, tăng 5,3%, giữa lúc chỉ có 4% đơn vị gia cư được cung cấp cho người thuê. Từ lâu, tiền thuê nhà tại địa phương đã gia tăng nhanh chóng. Từ năm 2000 cho tới tháng 7 vừa qua, chỉ số giá tiêu thụ cho thấy là phí tổn thuê nhà tại địa phương đã tăng lên 102%. Như vậy là tăng hơn gấp đôi. Nên ghi nhận rằng là phí tổn thuê nhà trên toàn quốc chỉ có tăng 72% trong cùng thời kỳ đó. Tiền thuê thì tăng 102% trong kỳ từ 2000 cho đến năm 2017,
trong khi chỉ số giá tiêu thụ chỉ có tăng 53% tại các quận ở Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino và Ventura. Hố cách biệt lạm phát giữa phí tổn thuê nhà và phí tổn nói chung về sản phẩm và dịch vụ đang gia tăng. Thật là đáng buồn. Tiền lương nhân viên tại địa phương không bắt kịp với đà gia tăng tiền thuê. Kể từ năm 2000, tiền thuê tại địa phương tăng với nhịp độ hàng năm đó là 4,2%, trong khi lợi tức tính theo đầu người trong thời gian đó chỉ có tăng với nhịp độ là 3,5% tại các quận ở Los Angeles và Orange, và tăng 2,8% trong vùng Inland Empire. Phí tổn thuê nhà tiêu biểu tại các quận LA và Orange ngốn mất là 48,7% ngân sách gia đình vào đầu năm 2017. Theo công ty theo dõi bất động sản Zillow, tại các quận Riverside và San Bernardino, 36,1% lợi tức được dành cho tiền thuê. Trên toàn quốc, tiền thuê tương đương với 29,1% lợi tức gia đình vào đầu năm 2017. Chính vì thế, cái việc nóng lòng dọn đi nơi khác đó là không tránh khỏi. Sự đau đớn gây ra cho túi tiền thường khiến cho cư dân địa phương nghĩ tới việc dọn đi. Một báo cáo của Apartment List cho thấy là 78% người thuê tại Inland Empire có kế hoạch là dọn tới một thành phố khác, trong khi 77% người thuê tại LA và Orange cũng có những ý nghĩ như vậy. Khi những người thuê tại LA và Orange dự tính thay đổi chỗ ở, Phoenix là nơi đến thông thường nhất ở ngoài tiểu bang trên toàn quốc. Năm nơi đến thông thường nhất đó là San Antonio, Houston, Raleigh và Charlotte. Một điểm đáng lưu ý đó là mặc dù phí tổn cao, các vùng LA, Orange và Washington DC vẫn là những nơi đến phổ thông nhất cho những người thuê từ những nơi khác. Người thuê biết rằng tiền thuê tại các nơi khác thì rẻ hơn. Giá thuê hợp với túi tiền là động cơ lớn nhất để người thuê tại LA và Orange rời đi nơi khác. Theo 49% những người thuê đang nghĩ tới việc di chuyển, trong số những người thuê tại LA và Orange thì 18% nói là công việc làm là lý do hàng đầu để họ dọn đi. Thực vậy, cơ hội việc làm là sự giải thích hàng đầu trên toàn quốc để cho mọi người muốn dọn đi, đó là 34%. Tiếp theo là giá thuê hợp với túi tiền, đó là 30%. Tiền bạc là lý do quan trọng để những người thuê nhà quyết định đi hay là ở. Nhìn vào thực trạng của những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Nam California là một nơi không thích hợp cho người nghèo. Vùng này có 782.000 người thuê nghèo nhất đang sống trong những hoàn cảnh tệ hại nhất. Chi tiêu cho tiền thuê nhà quá nửa lợi tức mà chính phủ liên bang coi như là một thuộc loại rất thấp. Trên toàn quốc là 8,3 triệu gia đình nghèo đang ở trong hoàn cảnh mà Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị HUD định nghĩa như là tệ hại nhất trong năm 2015. Đó là những người thuê nghèo với lợi tức chưa bằng một nửa lợi tức ở giữa trong vùng. Họ không được sự trợ giúp nhà của liên bang và phải trả một nửa lợi tức họ cho chi phí tổn cho việc thuê nhà. Chi phí sinh hoạt là một câu hỏi mà dường như rất nhiều người quan tâm khi có sự chuẩn bị qua Hoa Kỳ định cư. Quan điểm cá nhân khi còn ở Việt Nam chuẩn bị sang Mỹ định cư cũng 5 lần 7 lượt dò hỏi bạn bè, người thân để tìm hiểu xem là chi phí cho một người trên một tháng khi qua bên này là khoảng bao nhiêu. Tuy nhiên ít ai dám chia sẻ thật lòng về chuyện này, bởi lẽ vấn đề chi tiêu, thu nhập đó là điều tế nhị. Không phải ai cũng muốn nói cho người khác biết. Khác với mọi người, cá nhân tôi là một người khá là thẳng thắn và cho rằng chi phí chi tiêu, thu nhập không phải là điều gì đó quá bí mật đến mức là không thể nói ra. Nhân dịp này, tôi cũng xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân trong vấn đề chi tiêu tại Hoa Kỳ. Thực ra đây cũng là điều khó mà bao quát được, bởi vì còn tùy vào từng trường hợp của mỗi người và cũng tùy vào tiểu bang mà các bạn chọn để mà sinh sống. Mỗi nơi sẽ có một mức giá khác nhau. Điều quan trọng là hoàn cảnh của mỗi người. Có người qua bên này đã có sẵn gia đình,
có người thì lại phải hoàn toàn tự lập, bươn chải một mình. Riêng trường hợp của tôi là người đã đi nhiều, sống ở nhiều nơi, nên nay tôi xin mạn phép được chia sẻ tính toán của bản thân về chi phí sinh hoạt cho một người một tháng khi sống ở tại đất Mỹ này. Tôi sẽ lấy trường hợp ví dụ là một người mới qua không có người thân trong gia đình và hoàn toàn phải tự bươn chải từ A đến Z. Ở Mỹ, chi phí cơ bản chúng ta phải trả đó bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe đi lại, tiền internet, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, vân vân. Đó là chưa kể tới tiền chi tiêu khác như là đi ăn cơm tiệm, mua sắm hay là giải trí. Cụ thể về tiền thuê nhà, mỗi tiểu bang sẽ có mức giá khác nhau. Nên tôi sẽ lấy mức giá trung bình khi thuê một căn phòng là khoảng 400 đến 600 đồng. Tiếp đó là tiền ăn nếu bạn tự đi chợ, tự nấu nướng, không đi ăn tiệm, chi phí sẽ rơi vào khoảng 200 đồng. Còn về tiền xăng xe với mức giá có thể thay đổi tùy theo từng tiểu bang, từng mùa. Tôi cứ áng chừng khoảng là 200 đồng một tháng nếu bạn di chuyển cũng tương đối, không phải là nhiều. Về bảo hiểm xe, như tôi đi chiếc xe cùi bắp đời 2003, chi phí bảo hiểm rơi vào khoảng là 160 đồng, tính ra đã là 960 đồng. Thêm vào đó, chi phí lặt vặt khác là hơn 1.000 đồng rồi, chưa kể là còn bảo hiểm y tế, nếu mua được Obamacare thì còn dễ thở, chứ không thì cũng mệt lắm. Như vậy là sơ sơ tính ra chi phí thì đã rơi vào khoảng là 1.200 đồng. Đó là trường hợp mình không có mua sắm, không có ăn tiệm hay là tụ tập đua đòi gì hết. Chi phí chi tiêu thì vậy, còn thu nhập một người một tháng thì cỡ khoảng bao nhiêu? Trung bình một người mới qua nếu đi làm hãng sẽ được trả từ 8 đến 9 đồng hoặc là 10 đồng một giờ. Người làm lâu có khoảng là 11 đến 13 đồng một giờ, nên tôi sẽ lấy con số trung bình đó là 10 đồng một giờ. Một người sẽ được làm khoảng 40 giờ một tuần, vậy là tổng là một tháng được khoảng là 1.600 đồng. Tuy nhiên, đó không phải là số tiền mà mình được nhận hết, còn phải trừ thuế, cỡ là 100 đồng nữa. Vậy là tính ra thu nhập chỉ đủ tiền chi tiêu hàng tháng mà thôi. Có người sẽ chọn giải pháp làm hai hãng, điều này cũng tốt thôi. Lao động chân chính chẳng có gì là xấu cả. Nhưng thật lòng là tôi nói với kinh nghiệm bản thân, là không nên cố quá khi là một ngày phải lao động tới 16 giờ đồng hồ, khi mà còn chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Có lúc thiếu ngủ thì còn ngủ gục. Vậy thì sức khỏe thế nào mà chúng ta dám đảm bảo chúng ta có thể là duy trì được hai job? Tiền ít tiền nhiều để làm gì khi mà sức khỏe chúng ta không có? Chưa kể đến là có người đi làm nhiều quá, gia đình còn không có thời gian để quan tâm, rồi hạnh phúc tan vỡ, thì kiếm tiền nhiều đâu thì còn có nghĩa gì. Riêng bản thân tôi khi mới qua, vì ham kiếm tiền quá cũng cày tới từ 2 đến 3 giờ sáng mới về, rồi từ 5 đến 6 giờ lại đi mò dậy đi làm tiếp, cả tuần có khi chẳng gặp được vợ con lúc nào. Như vậy hạnh phúc gia đình mình đâu có trọn vẹn. Đầu tiên, nếu bạn ở với gia đình thì cả hai vợ chồng cùng phải lao động, người này lo chi phí này, người kia lo chi phí khác. Như vậy thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Muốn thoát khổ thì cả hai vợ chồng cùng chia ngọt sẻ bùi. Cách thứ hai đó là cách tôi muốn khuyên các bạn nhất, là hãy đầu tư đi học. Có trình độ rồi, cuộc sống lúc nào cũng dễ thở hơn. Bạn có thể được trả tới 20 đồng, thậm chí là 50 đồng một giờ. Học hành sẽ vất vả nhất trong 3 đến 5 năm đầu. Nhưng rồi sau đó, bạn sẽ thấy những gì mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tóm gọn lại, tôi cũng chỉ muốn nói như thế này. Một khi đã qua đây định cư thì hãy chấp nhận, cố gắng hết mình vì cuộc sống bên này nó là như vậy. Thời gian ban đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất, mà theo tôi nghĩ thì ở đâu cũng vậy. Tôi ví dụ như nếu các bạn ở Việt Nam, nếu các bạn sống ở một tỉnh miền quê mà các bạn lên một thành phố lớn như thành phố Sài Gòn để các bạn khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, mọi thứ xa lạ, thì tất cả các bạn phải nỗ lực hết mình 100% cho đến khi 150% cũng không chừng. Và lại ở nước nhà thì các bạn không bị cái cảnh bất đồng ngôn ngữ về văn hóa, cái cách xử, ứng xử, cách sống, cái nếp sống nó không bị thay đổi xáo trộn quá nhiều. Trong khi đó, khi các bạn đến Mỹ thì mọi sự đều mới mẻ đối với các bạn, mà cái trở ngại lớn nhất đó là vấn đề ngôn ngữ thưa các bạn. Sống ở Mỹ này, tất cả những nỗ lực cố gắng của mình đều có sự thành quả thích đáng thưa các bạn.
Thời gian ban đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất. Ai nhanh thì chỉ cần 6 tháng là vượt qua. Chậm hơn nữa thì chỉ mất đến 1 đến 2 năm là thích nghi với cuộc sống rồi. Tôi nói ra điều này bởi bản thân tôi khi qua đây đã được các cô chú, anh chị em giúp đỡ rất tận tình. Nên tôi muốn chia sẻ mở lòng với những người đi sau bằng kiến thức thật của bản thân tôi, coi như là một hành động tri ân với những người đã giúp mình. Tôi cũng mong muốn mọi người đã sống lâu tại Mỹ, ai có bí quyết gì để giảm bớt gánh nặng chi tiêu hay là tăng thu nhập hãy chia sẻ để chúng ta cùng giúp đỡ cho nhau. Đạo luật sau đây có thể nói là tin vui cho những gia đình gốc Việt của chúng ta muốn kinh doanh về lĩnh vực bất động sản là việc cho thuê nhà và chúng ta muốn cơi nới thêm nhà để có diện tích cho thuê. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, dự luật AB 2299 về việc xây chỗ ở phụ do dân biểu Richard Bloom soạn thảo nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhà trầm trọng tại California được Thống đốc Cherao ký vào luật công quyền và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng. Luật AB 2299 liên quan đến Accessory Dwelling Units, gọi tắt là ADUS, các chỗ ở phụ, nhằm mục đích tạo thêm nhiều chỗ ở với giá phải chăng cho cư dân. Luật định nghĩa ADU là một đơn vị hay là chỗ ở phụ được gắn liền hay là tách biệt với căn nhà chính, với đầy đủ các tiện nghi sinh sống độc lập cho một người hoặc là nhiều người. Mỗi chỗ ở phụ có thể cung cấp nơi ăn, chỗ ngủ, nấu nướng và vệ sinh trên cùng lô đất của căn nhà chính. Bà Kay Daniel, giám đốc quy hoạch của thành phố Santa Ana nói, theo luật về ADU cũ, Santa Ana hạn chế diện tích của chỗ ở phụ chỉ tối đa là 750 square feet hay là 1/3 diện tích căn nhà chính. Mỗi phòng ngủ ít nhất thì phải có một chỗ đậu xe, nhưng muốn xây thêm chỗ ở phụ thì nhà phải cách công viên 1/4 rộng. Và cho biết thêm, nhưng theo đạo luật mới, những điều kiện kể trên gần như là đã bị hủy bỏ. Nếu chủ nhà muốn xây thêm chỗ ở phụ mà căn nhà cách trạm xe bus hay là bất cứ trạm xe chuyên chở công cộng nào, thì không cần phải cung cấp chỗ đậu xe khó khăn như là trước đây. Xe đậu nối đuôi nhau trên sân nhà cũng được. Tuy nhiên, vì luật này còn quá mới mẻ nên chưa thể áp dụng ngay, hiện thời là các thành phố vẫn phải đợi đại diện của các county thảo luận với giới chức tiểu bang để tìm cách mà phối hợp luật AP 2299 với luật thành phố cho ăn khớp và nhịp nhàng. Hiện thời, chính quyền địa phương đòi hỏi các chỗ ở phụ ADU phải tuân theo các điều kiện sau đây. Chỗ ở phụ ADU là một phần của căn nhà chính nên không được bán riêng rẽ mà chỉ có thể ở hoặc là cho thuê. Chỗ ở phụ ADU phải nằm ở trên lô đất được khoanh vùng trong việc sử dụng cho một gia đình hoặc là nhiều gia đình. Không cần phải thụt lùi đối với nhà để xe nếu muốn sửa nhà để xe thành một chỗ ở phụ. Ông Sarus Ravari, giám đốc quy hoạch của thành phố Westminster nói, trước đây thành phố giới hạn diện tích chỗ ở phụ ADU đó là 640 square feet. Bây giờ người ta được phép xây cho tới 1.200 square feet. Người ta có thể xây thêm một hay là hai chỗ ở phụ trong giới hạn là 1.200 square feet mà không phải lo nhiều về chỗ đậu xe nữa. Bây giờ luật mới cho phép đậu xe nối đuôi trên sân. Ngoài ra, tiểu bang không đòi hỏi phải có thêm chỗ đậu xe nếu từ nhà đến trạm xe bus nằm trong khoảng cách nửa dặm. Ông Ryan Fisk, giám đốc quy hoạch Westminster lâm thời nói, trước kia một căn nhà có 3 phòng ngủ thì phải có nhà chứa cho 2 xe. Bây giờ nếu chủ nhà sửa nhà để xe thành phòng ngủ, hoặc là nhà sửa một phòng ngủ thành studio có cửa ra vô riêng thì vẫn được. Found Valley, ông Matt Morganson, giám đốc quy hoạch cho rằng, dù là muốn hay không, thành phố phải tuân theo luật tiểu bang. Chưa bao giờ người ta có thể xây thêm một chỗ ở phụ một cách dễ dàng đến như vậy. Ngay bây giờ tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận xem xét những đơn xin xây, sửa nhà sao cho đúng với luật mới. Ông nói thêm, theo luật cũ, chúng tôi quy định là nếu diện tích của chỗ ở phụ ADU này mà gắn liền với căn nhà chính thì không được vượt quá 50% diện tích sinh hoạt.
Nhưng với luật mới thì chỗ ở phụ có thể có diện tích tổng cộng lên tới là 1.200 square feet. Tuy nhiên, giới chức thành phố Fountain Valley vẫn đang làm việc với luật sư chính thức sửa luật về ADUs tại thành phố. Ganro, phó thị trưởng cho biết, tôi nghĩ Ganro là một trong những thành phố sớm nhất tại Orange County có quy định mới về chuyện này. Tháng rồi chúng tôi đã đệ nạp quy định riêng của thành phố lên tiểu bang. Theo đó, muốn xây thêm chợ phụ, diện tích lô đất ít nhất là phải là 7.200 square feet. Và nếu xây thêm nhà nhỏ 2 phòng ngủ, diện tích cho phép của cả 2 phòng sẽ chỉ đến 800 square feet mà thôi. Đến thời điểm này, hơn nửa năm sau khi đạo luật AB 2299 có hiệu quả, mọi thành phố ở trong California đều tuân theo luật tiểu bang là tạo điều kiện để cho người dân xây thêm chỗ ở phụ dễ dàng hơn trước. Và tiểu bang vẫn cho phép mỗi thành phố có thể có những quy định khác đi chút ít cho thích hợp với điều kiện của mỗi địa phương của mình. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.